Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh các hộ chuyên nuôi om, thì các nông hộ khác tận dụng diện tích cây trồng và mùa hoa nở đã phát triển đàn om lấy mật một cách rộng rãi. Với sự đa dạng về các loại hoa, các sản phẩm từ om như mật om, sữa om chúa, phấn hoa v.v. của Lâm Đồng đều có chất lượng vượt trội so với các địa phương khác, được người tiêu dùng đánh giá cao. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của người nuôi om Lâm Đồng vẫn là đầu ra cho sản phẩm còn quá bấp bênh. Người nuôi om ở Lâm Đồng đang rất cần sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm cũng như xây dựng thương hiệu cho loại sản phẩm đặc thù này. Gia đình anh Đoàn Minh Liệu, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, gắn bó với nghề nuôi om lấy mật và lấy sữa om chúa nhiều năm nay. Anh cho biết những tháng cà phê ra hoa thì om hút mật hoa nên chất lượng mật ong và sữa om chúa luôn đạt cao. Hiện nhà anh Liệu đang có 100 thùng ong với sản lượng khoảng 400 lít mật. Ngoài ra, gia đình anh còn có thu nhập từ sản phẩm sữa ong chúa. Tuy nhiên, để có thể thu hoạch được sữa ong chúa, đòi hỏi người nuôi ong phải cẩn thận, khéo léo, di chuyển ấu trùng con ong vào khay. Sao cho con trùng sống thì ong chúa mới tiết sữa nuôi ấu trùng. Công đoạn thu hoạch sữa ong chúa cũng rất cầu kỳ, phải thao tác cẩn thận, đảm bảo sự sạch sẽ của sản phẩm. Mình vừa tìm cái ngoài thùng ong để kiếm những con trùng vào, để di vào những cái nụ này. Đấy thì nó là cái vừa cần con người phải, thứ nhất là phải sáng mắt, cái mắt mình phải sáng. Thứ hai là phải chuẩn để lấy con trùng ra. Nếu mà mình mà không chuẩn thì mình sẽ di vào đây thì con trùng nó sẽ dập. Đấy, dập thì nó sẽ không được, thì con ong nó sẽ không tiết những cái sữa vào đây. Đấy, rồi khi mà mình đã di vào được rồi, di vào đây gọi là di đấy, cấy trùng đấy. Thì cấy trùng và được phải được 3 ngày 3 đêm thì mình mới rút ra nó mới được như những cái khung sữa như vậy. Cái đầu tư thì phải có đâu. Đấy. Thứ hai là phải cần sự tỉ mỉ. Đấy. Mà cái này mà nóng vội là không làm được nó. Sữa ong chúa đang được người tiêu dùng rất ưa chuộng nhờ các tác dụng mang lại cho sức khỏe và sắc đẹp của nó. Hiện nay trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng có 70 hộ dân nuôi ong trong vườn cà phê với số lượng trên 3.000 thùng. Đây là cách làm tận dụng diện tích và lợi thế ong hút mật từ hoa cà phê, tranh thủ thời gian nhàn rỗi trong nông dân để tăng thu nhập. Tuy nhiên hiện nay, Lâm Đồng chưa có một định hướng cụ thể nghề nuôi ong và cũng chưa có số liệu các nông hộ nuôi ong trên địa bàn tỉnh. Nên tuy nghề ong ở Lâm Đồng phát triển khá đa dạng, nhưng người nuôi gặp không ít khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, thậm chí có thời điểm lỗ vốn. Ngay lúc ban đầu mà sản xuất á, thì cái khi mà bán á, thì cái lúc đó giá trị nó rất là cao. Hiện tại là bà con bán cái giá thành chỉ còn một nửa so với trước đây. Nên là chỉ là ở cái mức độ duy trì cái đàn ông đó thôi. Chứ còn không có, hiện nay thì cũng bà con cũng thấy không hiệu quả thì cũng ngưng đầu tư lại chứ cũng không đầu tư rộng rãi như trước đây nữa. Từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ ong, nhất là mật ong và sữa ong chúa, hiện nay một số tiểu thương doanh nghiệp nhỏ của tỉnh Lâm Đồng cũng đã liên kết tiêu thụ các sản phẩm này trên thị trường cả nước và bước đầu xây dựng được những thương hiệu uy tín, góp phần khẳng định và quảng bá được hình ảnh chất lượng sản phẩm từ ong của Lâm Đồng, giúp nông dân phần nào tháo gỡ được khó khăn, ổn định sản xuất. Hỗ trợ cho những cái lúc trái mùa thiếu tiền để đầu tư thùng ong rồi đầu tư phấn hoa cho ong ăn, mong muốn là tìm được đầu ra tốt và rộng rãi nhiều hơn để cho nông dân ổn định về đầu ra với cái giá tốt nhất và đưa cái sản phẩm tốt nguyên chất lượng đến người tiêu dùng, nên em đã dùng chủ yếu bằng kênh online. Rõ ràng với việc tiết kiệm khoảng trống diện tích trong vườn cà phê và với số vốn đầu tư không quá lớn cũng như không tốn nhiều công lao động, mô hình nuôi ong này đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Tuy nhiên, mong muốn của nhiều nông hộ nuôi ong là một khi đã phát triển thì cần có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng nhằm có thị trường tiêu thụ ổn định, tránh tình trạng bị ép giá, rớt giá. Đồng thời cần tạo điều kiện để các tiểu thương, các nhà phân phối có điều kiện tiếp cận trực tiếp với nông dân, kết nối trực tiếp trong tiêu thụ, giảm bớt chi phí trung gian, nâng cao lợi nhuận cho người nông dân. Có như vậy, bà con mới yên tâm đầu tư sản xuất, chăn nuôi, các nông sản của Lâm Đồng mới có thể nhanh chóng tiếp cận và có chỗ đứng trên thị trường. Sinh trưởng tự nhiên dưới những cánh rừng thông bạt ngàn của phố núi Đà Lạt,
Tuy vòng đời cho hoa không dài, nhưng sắc màu hồng phấn của nó đã làm sao lòng bước chân lữ khách.